Thì định hướng năm học tới thì có mấy cái điểm thế này. Trước hết là định hướng về điểm chung thì chúng ta ổn định để từng bước là nâng cao cái chất lượng các bậc học. Đúng. Trong đó là chú trọng đến vấn đề nề nếp kỷ cương, đạo đức lối sống để làm sao giáo dục đào tạo nó phải ổn định. Thì đối với mầm non và phổ thông, chủ yếu là phổ thông, là phải đi theo hướng nề nếp kỷ cương và phải mạnh đạo đổi mới. Nhưng mà đổi mới một cách nó từ từ nó ổn định và theo các cái mô hình trong thí điểm nhân rộng, chứ không phải đổi mới một cách đại trà. Để đổi mới sáng tạo thì mới khắc phục được rất căn bản rất nhiều những này này. Nhưng mà đổi mới như thế nào chúng ta phải tính toán cân nhắc. Cái mô hình trường học mới vừa đen hoặc một số mô hình khác, đấy là một chủ trương rồi và mô hình đẹp tốt. Nhưng mà khi áp dụng vào từng địa phương từng trường như cái bài lý học văn là không yêu cầu áp tất cả các trường đại trà áp dụng được. Đây là một cái mô hình sau 3 năm thử nghiệm có rất nhiều điểm sáng, rất nhiều cái hay, thì khái quát lại, tổng kết lại và giới thiệu cho các địa phương tham khảo căn cứ vào điều kiện của mình, tình hình của mình thì áp dụng các mức độ khác nhau, chứ không phải là áp lên tất cả đều đồng bằng, không lên.